Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay Lê Minh tiếp tục cập nhật tình hình COVID trên đất Mỹ để chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái vấn đề mà COVID hiện nay nó đang bùng phát và nó đang tấn công cái cộng đồng thế giới và không riêng gì chỉ có ở Việt Nam. Hiện nay cái con COVID nó biến chủng còn gọi là Alpha Delta. Hai loại này nó đang biến chủng rất là mạnh trên khắp thế giới, trên hơn 163 quốc gia, 67 quốc gia. Nó rất là mạnh. Nó đánh vào những cái quốc gia mà nói chung là không loại trừ quốc gia nào hết. Thì các bạn thấy Việt Nam mình hiện nay cũng hứng chịu cái cơn đại dịch này. Thì cái vấn đề mà đại dịch thì các bạn cũng biết rằng hiện nay nó giống như là một cái cuộc chiến thế giới thứ ba. Nó con COVID nó như là một cái sự vô hình và nó đang tấn công thế giới con người, thế giới hữu hình. Thì các bạn thấy nó đang tàn phá và tiêu diệt nhất là những người nào có bệnh nền và có sức khỏe không được ổn định, hay là những người lớn tuổi ở cái mức độ mà họ đã già yếu, họ đã có những cái bệnh trong người nữa, thì nó sẽ giật những người này rất là mạnh. Tình hình ở Mỹ thì nó cũng không có gì là tốt lắm. Tôi nói với các bạn không biết, tôi ngồi tôi theo dõi từng giờ, từng giây, từng phút những cái tin tức truyền thông ở bên Mỹ. Thì hiện nay để tôi chia sẻ cùng anh chị em các bạn. Như các bạn thấy ở Mỹ, hôm qua là mình chia sẻ thì cái số người mà bệnh dịch chết chỉ COVID ngày hôm qua chỉ có một những người nhiễm chỉ có 97.000 người, mà giờ này nó đã nhảy lên hơn 111.000 người, và số người tử vong đã tăng lên bữa hôm nay thôi đó, chỉ hôm nay thôi đó, là nó quất 1.137.000 người. Tổng cộng cái số người tử vong trên đất Mỹ hiện giờ là 659.472 người. Các bạn biết theo như Lệ Minh mới vừa coi tin tức hôm nay thì để coi mất tiêu ta. Cái thống kê đây, cái thống kê của CDC thì tính từ hồi tháng 1 năm 2020 COVID thì cho đến hôm nay thì tính trung bình mỗi một ngày mà CDC họ chia bình quân ra đó, mỗi một ngày về Mỹ có khoảng 3.300 người tử vong về vấn đề mà COVID. Các anh chị em các bạn thấy tình hình COVID Mỹ nó còn rất là nhiều khó khăn. Trong khi đó Việt Nam mình đang tìm cách ổn định, thì tôi thấy có những cái chiều hướng rất là tốt. Tôi nhìn vấn đề Việt Nam rất là tích cực. Bởi vì tôi thấy cơ quan nhà nước Việt Nam người ta làm việc rất là triệt để. Những người mà lãnh đạo ở cấp cao người ta xuống với dân và tìm cách gần gũi với người dân, tiếp cận với người dân để làm sao mà cùng chung nhau chống dịch COVID cho nó hiệu quả. Các bạn thấy ngay cả quân đội, công an và mọi ban ngành người ta đồng lòng với nhau cùng với người dân chống dịch. Bên cạnh đó thì nó cũng có một số những cái tiêu cực, mà những người mà họ bất mãn như thế nào, thế này thế nọ thế kia, các bạn biết họ lên mạng thì họ khóc than vấn đề mà COVID ở Việt Nam mà thế này thế nọ, tại sao tôi không được tiêm, tại sao ai cũng được tiêm mà tôi không được tiêm. Thì tôi cũng theo dõi một số tin tức, ngay cả có một số người họ kết bạn với tôi. Tôi thấy có một cái điều là cái xã hội thì nó muôn hình, muôn mặt, muôn màu, muôn mặt và muôn vẻ. Anh chị em các bạn thấy đó, trong lúc đầu đó, khi nhà nước Việt Nam đi tìm thuốc về để đặng mà tiêm vaccine, thì gặp sự chống đối của người dân ra rồi phản đối, rồi bày tỏ những thái độ là chống lại vaccine thế này thế nọ. Khi mà hiểu rõ ra cần phải tiêm vaccine thì bây giờ họ lại quát hốt hoảng, ai cũng muốn là mình phải được tiêm. Các bạn thấy khi mà họ chưa được tiêm, tiếp cận với thuốc thì họ lên mạng họ trách than. Tôi thấy có một vài người trách than như vậy, tôi quỷ kết bạn, tôi thấy
nó không thực tế, bởi vì tôi không muốn kết bạn với những người mà sống họ họ quan tưởng như vậy. Họ muốn cái sự ưu tiên của họ, mà khi họ chưa được sự ưu tiên của họ thì họ than trách. Thì tôi nói tôi đừng thấy những người như vậy. Tôi thấy những người như vậy khiến tôi rất là khó chịu. Nó chướng tai, nó gai mắt, bởi vì mình lớn rồi. Các bạn biết ở trên mạng này, ở ngoài đời cũng vậy. Ngay cả những người bạn bè, người thân khi tôi gọi về vậy, hỏi sao mà không đi chích vaccine, sao mà chưa chích, nói tại vì lúc đầu thì sợ nghi ngờ thuốc. Tới chừng bây giờ các bạn biết bữa nay chờ hơn 2 tuần, 3 tuần rồi đó, mà vẫn vẫn chưa có thuốc chích. Lúc người ta có, người ta nài nỉ chích, mình không chích. Bây giờ tôi biết rồi, ngồi đó chờ dài cổ cò ra, rồi lo sợ thế này thế nọ. Các bạn biết thuốc COVID đâu phải là đâu phải nó ở trên thế giới thì nó bán tràn lan ra đó, cái mua mua đem về là cái chích bừa bãi đâu. Chàng ơi, thuốc COVID nó chế hiện nay người những cái nó chỉ được có một số quốc gia họ 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 công nhận, và họ họ tạo ra được cái nguồn thuốc mà rất là khan hiếm hiện nay. Các bạn thấy đó, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Tiêm ngừa vaccine mà khi có thì không không chịu chích, mà không có thì lại bắt đầu lên mạng than vãn trách móc cơ quan nhà nước chính quyền không có lo cho tôi. Bây giờ chưa chích mũi thứ một mà đã rao chuyền chích mũi thứ hai, ô vân vân vân. Tôi thấy chàng ơi, sao mà cái người Việt của mình, biết bao nhiêu những người khác ở tuyến đầu, những người khác họ họ đang phải vất vả gồng gồng mình để đặng mà cùng chung nhau chống dịch. Thì mình nhường nhịn với nhau một chút, miễn sao sức khỏe của mình tốt là được rồi. Mình áp dụng chỉ thị của Bộ Y tế. Các bạn thấy ngày mình mỗi ngày mình thức dậy, con người của mình sống khỏe, tập thể dục, ăn uống đều đặn, và sống làm sao cho nó vệ sinh an toàn, là mình cảm thấy mình khỏe rồi. Có thuốc thì mình chích, còn không thì thôi thì mình đợi. Có gì đâu mà phải lên mạng than vãn trách móc ông chính phủ làm không có đồng điệu, chưa chích mũi thứ nhất mà bây giờ đã kêu gọi chích mũi thứ hai. Tại vì có những người người ta đã chích trước đợt một rồi, thì bây giờ người ta chích đợt hai. Đợt hai thì nếu mà mình đăng ký được thì mình là trở thành người đợt một. Có thế thôi mà tôi thấy lên mạng cũng than vãn trách móc, rồi đưa ra những cái tiêu cực về mô hình xã hội. Các bạn thấy bởi cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lợi dụng những cái người như vậy, nó lên mạng bắt đầu nó xuyên tạc, nó chống phá. Các bạn thấy ngay cả nó đưa những hình ảnh những người mà tử vong vì COVID cũng vậy, ngay cả cái xứ cái đất nước sở tại của nó sống. Các bạn biết vấn đề tử vong vì COVID nó rất là khủng khiếp, mà truyền thông thế giới nó che đậy, nó cover up, nó không có chia sẻ một cách rộng rãi. Nó sợ người dân hoang mang thế này thế nọ, và làm cho chính trị xã hội nó bất ổn. Các bạn biết cái tụi mà ở ở hải ngoại cũng như những cái quốc gia như hàng Mỹ, nó rất là quỷ quyệt, truyền thông của nó đồng lòng lắm, chứ không phải như Việt Nam đâu. Cái vấn đề tự do, bởi vì tôi nói ở Việt Nam thừa tự do ngôn luận, dân chủ, cái gì cũng thừa hết. Mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy tuyên bố ở trên không gian mạng. Các bạn thấy ở Việt Nam, ngay cả những người dân được những bộ đội, cán bộ, nhân viên, ngay cả dân với dân nhau, họ giúp đỡ với nhau tận tình. Những khu nhà trọ, người dân họ thấy như vậy, họ cũng giúp đỡ với nhau. Họ cố gắng, họ giúp nhau và đùm bọc lẫn nhau. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn và hoạn nạn. Chứ đâu phải lúc có đại dịch là mình phải tham lam mà gom về cho cố đầy ắp nhà. Trong khi các bạn thấy ở Việt Nam các bạn rất là may mắn, tôi không phải lên trên này để đặng mình định bợ một cái cơ chế để rằng là tôi được cái này cái nọ. Có nhiều người họ nghĩ tôi như vậy đó. Nhiều khi tôi chỉ ngồi tôi cười thôi. Tôi nói chị các bạn, tôi là một người làm ăn, tôi đem tiền ngoại tệ về Việt Nam. Ông nhà nước Việt Nam ông cần tôi chứ tôi không có cần ông. Tôi nói thật mà nói một câu nói chị các bạn. Tôi đem đồng ngoại tệ về, tôi làm ăn và đầu tư ở Việt Nam. Chứ làm gì mà tôi phải lên trên này tôi ca ngợi để đặng tôi được cái này cái kia. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ để anh chị các bạn thấy rằng phải cùng nhau chung tay với chính phủ, cơ quan nhà nước đồng một lòng với nhau. Các bạn rất là may mắn có được một cái cơ chế hiện nay người ta đang lo cho các bạn. Tôi nói các bạn nhìn trên cái hình này, các bạn thấy không?
một những người da màu ở Mỹ hiện nay họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cơn đại dịch trên đất Mỹ. Đây là một cái người tôi hay tôi có lần chia sẻ về constable. Constable là ông cái người loại này á, thường thường á, nó sử dụng trong những người bị đuổi ra khỏi nhà, mà tôi nói nó evict, những người thuê nhà ở bên Mỹ. Các bạn thấy bị đuổi ra khỏi nhà trong một lúc COVID, bởi vì đời sống của họ, họ không có tiền, họ không có ăn việc làm, họ không có khả năng để trả tiền nhà. Mà bao nhiêu tháng nay thằng chính phủ Mỹ nó đứng ra nó bảo kê, nó trả dùm, nó đi vay nợ mượn nợ, nó về nó trả. Bây giờ nó không còn tiếp tục nữa, và những người chủ nhà họ phải đuổi ra. Mà muốn đuổi ra đó, các bạn biết, nó phải đưa lên tòa, mà tòa nó sẽ ra một cái bản án là cái người này coi như là gọi là guilty, có nghĩa là người này là sai phạm, là phạm pháp, là không đúng luật, và là phải có thuê một người, là mình, cái người chủ nhà đó, họ phải thuê cái người constable này, là một loại cảnh sát họ đã từng có những cái kinh nghiệm dài dặn trong cái ngành cảnh sát của họ. Có thể họ từng làm bên FBI hay an ninh, bây giờ họ muốn làm cái nghề này, cái ngành này, thì nó không có nhiều cái sự rủi ro chết chóc hơn, thì họ chuyển qua cái ngành gọi là constable. Nó cũng là một loại cảnh sát, họ cũng có mang súng, họ có giấy phép, họ làm cái ngành của họ, lương của họ nó ổn định và nó cao hơn, và họ có cái về sự an toàn của họ nó bảo đảm hơn, thay vì họ phải ra ngoài đường đi làm công chuyện cảnh sát ngoài đường hay mật vụ, họ sẽ gặp nhiều nguy cơ chết chóc hơn. Các bạn thấy tấm cổ ra để anh chỉ xách cái túi, cái gì anh xách được, cái gì trong nhà là anh phải xách ra. Anh không xách ra là nó còng tay anh. Anh không xách ra coi như là đồ đó nó nằm trong nhà, mà anh chống lại là nó còng tay anh. Còng tay anh, nó bắt anh, nó đem gì đồ. Chứ không phải Việt Nam như cái con quỷ gì ở quận 4 gì đó. Chàng đẹp ơi, nhiều đứa nó đứng, nó la, nó chửi, rồi nó làm bài trò, nó không đội mũ bảo hiểm, bắt lên đồn thì nó giải tân tân tân. Tôi nói chị bạn, các bạn chỉ có ở Việt Nam thôi. Thằng Mỹ, cái con đó là nó đập phun máu, ba ton là nó phang, coi như là súng điện là nó bắn, chỉ có nằm dài ra thôi, nằm dài đó. Tôi thấy phải nói là cái cơ chế Việt Nam người ta còn rất là uyển chuyển, là tạo nên cái cơ hội cho người dân để người dân hiểu về pháp luật, và họ ngày càng một biết về sự thượng tôn pháp luật nhiều hơn. Bởi vì tôi thường hay nói, nếu mà luật pháp Việt Nam mà áp dụng theo kiểu Mỹ là dân Việt Nam chỉ ngồi khóc mà kêu trời thôi. Tôi nói anh chị các bạn, chỉ có ngồi khóc mà kêu trời thôi, không có chạy đâu nổi chứ. Mỹ là 1-1 là 2-2, luật pháp của nó rất là răng đe với cái mô hình dân sự. Nó dùng cái sự luật pháp cứng rắn của nó răng đe cái hệ thống dân sự. Ngay cả các bạn biết những cái người mà biểu tình vừa rồi ở Nhà Trắng, Capitol Hill đó, thì khoảng 500 người bị bắt. Tới hôm nay, 500 người đó vẫn còn bị nhốt mà chưa đem ra xử người ta nữa. Họ còn bị kẹt ở trong tù. Cái tội chính trị nó chơi nhiều cái bẩn thỉu lắm. Nó dùng cái sự răng đe của nó rất là khủng khiếp để đặng mà nó đối với cái dân sự, cái đời sống dân sự, nó làm cho người dân sợ hãi. Bởi khi mà họ đụng vào luật pháp dân Mỹ, các bạn biết, họ rất là sợ. Dướng vào luật pháp rồi, nó gian nan, vất vả, lên tòa, xuống tòa, đóng tiền phạt, đóng tiền ngu, đóng đủ thứ hết. Các bạn thấy, nó phiền phức. Còn ở Việt Nam, cái con quỷ ở quận 4 mà nó đi đeo khẩu, không đeo khẩu trang, nó đi chỗ này, đi chỗ kia, mà tôi thấy kéo lên phường, lên đồn thì ngồi cãi vã với nó, mà nhốt nó vô trong cái đồn cho nó ngủ ở trong đó chừng một tháng thôi. Tại vì mày phạm tội, mày làm sai, mày chống người thi hành công vụ. Là tôi nói chứ các bạn, lần sau đó chỉ có tè ra trong quần thôi. Như vậy nó mới đủ sức răn đe. Nhưng mà Việt Nam không làm như vậy được, các bạn thấy không? Cái chính sách của nhà nước Việt Nam tạo luôn luôn tạo điều kiện, tạo cho cơ hội cho người dân tiếp cận với lại luật pháp, và tìm cách gọi là hướng dẫn người dân sống theo pháp luật, chứ không phải dùng cái pháp trị để đặng mà răng đe cứng rắn kiểu như Mỹ. Các bạn thấy ở Việt Nam, bởi vì tôi lên đây tôi chia sẻ để các bạn thấy rằng Việt Nam
và Mỹ nó về luật pháp nó một trời một vực, mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó luôn luôn dựa trên cái mô hình của nước ngoài, của hệ thống dân chủ của nước ngoài, tự do của nước ngoài, để đặng nó làm cái bàn đạp, nó xuyên tạc Việt Nam cho những người mà họ không biết, họ nghĩ rằng Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền, ngôn luận hay hệ nọ, nhưng mà Việt Nam rất là thừa. Bởi vậy khi những người mà chính trị gia của nước ngoài khi họ đến Việt Nam, họ hiểu ra, họ mới bàng hoàng, nó không phải như vậy. Cho nên hôm nay lại mình tiếp tục cập nhật tình hình Covid cũng như chính trị, đất nước, xã hội và con người. Để tôi click một cái coi nó có lên nữa. Các bạn biết giờ này nó còn tăng ấy. Ghê. Nó tăng lên ấy. Nó tăng theo cái thời gian mà các bạn. Hồi nãy 111.000, 111.000 người, hơn 111.000 người bị nhiễm, bây giờ là 114.000 người rồi. Hồi nãy có 100 1.000 mấy, bị sắp sửa lên 1.200 rồi. Người chết rồi. Nó tăng ghê lắm, các bạn biết mà nó tấn công cái vấn đề mà Covid hiện nay, cái con Covid nó biến chủng Alpha Delta này rất là mạnh. Mà Việt Nam thì tôi nhìn thấy rất là khách quan về vấn đề chống dịch hiện nay rất là triệt để. Cái một số những thành phần bất hảo và nó lên, nó dùng những cái hình ảnh Việt Nam để đặng mà nó đưa lên mạng, mục đích của nó để xuyên tạc chống phá thôi. Nó lợi dụng khi đất nước khó khăn, tôi thấy là theo tôi nhận định là như vậy. Chứ những người mà người ta mà có cái tấm lòng với quê hương, người ta nhìn thấy đất nước đang khó khăn thì họ chung tay nhau để đặng mà chống dịch. Ngay cả cái con quỷ ở quận quận 4 các bạn thấy, thả nó về xong rồi nó còn làm trời làm đất ở cái khu vực mà nó đang sinh sống nữa. Cái con đó nó đang có một cái gì đó, thế lực nào đó ở phía sau chống lưng nó, cái con này, cho nên nó mới mạnh dạn mạnh miệng như vậy, cho nên nó mới tiếp tục làm như vậy, chứ không phải đơn giản gì đâu. Bởi nó điên, mà nó không là điên mà nó khùng cũng có khùng, nó dở hơi, nó gọi là dở hơi nạt nạt mà muốn nó gọi là ba gọi á. Mở ba gọi, cái thứ mà gọi là ba gọi á. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Thôi là mình tạm dừng like ở đây, mình tranh thủ ở nhà mình like, tại vì nhiều khi đi công chuyện mình cũng gấp gáp, lúc nào mình có đề tài thì mình sẽ like tiếp để chia sẻ cùng anh chị các bạn. Xin chào anh chị các bạn lần nữa. Bye 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 bye.